Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với CCA và mình là Lộc. Chúng ta sẽ cùng quay trở lại với HostStation. Và như mình đã hứa với các bạn ở những video trước về HostStation thì video hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn có thể kiếm được AirDrop cũng như là kiếm được tiền thông qua HostStation và các cái sản phẩm của HostStation ha. Thì thông qua đây chúng ta cũng có thể biết được thêm một cách để có thể kiếm tiền và AirDrop và kiếm thêm thông tin, research về các cái dự án hay là các cái kèo hidden gem. Với HostStation thì gồm các cái sản phẩm chính, đó là hệ thống ví nè, rồi NFT ha, research tức là cái phần blog ở đây để cho chúng ta có thể xem được thông tin, rồi phần Launchpad sẽ được ra mắt trong thời gian tới, đang trong quá trình commission ha, Foundation một quỹ đầu tư, hay là cái nền tảng Bubdex Future để chúng ta có thể trade long short và kiếm được lợi nhuận. Đầu tiên thì chúng ta sẽ nói đến cái phần đó là research ha. Trong cái phần research này sẽ là phần blog của HostStation. Ở đây thì sẽ có những cái bài viết chuyên sâu về các cái dự án như là AirDrop nè. Các bạn có thể xem được những cái bài viết, những cái kèo AirDrop và các cái thông tin của kèo đó ha, để cho chúng ta có thêm một cái phương tiện để research. Đây là phần tìm kiếm AirDrop các cái dự án khác ngoài HostStation ha. Ngoài ra thì chúng ta còn có cái phần đó là Hidden Gem. Đây sẽ là những cái kèo được đánh giá là kèo tiềm năng, giúp chúng ta có cái nhìn rộng hơn về các dự án. Đó thì anh em nếu tìm một cái nguồn để research đó thì anh em cũng có thể tham khảo qua cái phần blog của HostStation này ha. Rồi tiếp theo thì chúng ta có cái hệ thống ví. Cái hệ thống wallet này sẽ là cái phần điểm chính để chúng ta có thể kiếm được AirDrop từ HostStation. Thì ở cái phần ví này trước đây mình đã có hướng dẫn cho các bạn tham gia cũng như là tạo để có thể tìm kiếm được AirDrop từ tiền tươi cho đến là đồng token của dự án là đồng HOW, rồi đồng GOLD và YUGOLD ha. Và phần này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn ở phần sau của video. Còn lại thì chúng ta có cái nền tảng trading chính đó là DeFuture, thì cũng sẽ nằm ở trong cái phần app, cái phần wallet của HostStation ha. Và cái nền tảng Launchpad với một cái phiên Launchpad đầu tiên, đó là đồng token của dự án là đồng HOW, rất là thành công ha. Hiện tại thì nền tảng này vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. Và khi ra mắt thì chúng ta có thể săn được những kèo Launchpad, những kèo IDO, các dự án mà HostStation hợp tác. Rồi, vậy thì tổng hợp lại với các thông tin trên thì chúng ta sẽ có là 5 cách để có thể kiếm được tiền AirDrop thông qua HostStation. Đó là săn AirDrop từ chính HostStation cũng như là các dự án khác ngoài HostStation được mang lại bởi cái nền tảng blog, nền tảng research của dự án. Thứ hai là chúng ta có cái nền tảng Bubdex Future để các bạn có thể trade, long short, kiếm tiền và lợi nhuận. Thứ ba đó là nền tảng Launchpad để chúng ta có thể săn được những kèo IDO, ICO. Thứ tư, với ví HostStation thì ngoài việc các bạn có thể lưu trữ coin thì chúng ta cũng có thể sử dụng tài sản đó để có thể tạo được thu nhập thụ động thông qua tính năng stake của ví. Và cuối cùng là chúng ta có thể sử dụng cái đường link rep để mời bạn bè và nhận được tiền tươi. Và tất cả những cái cách này thì chúng ta đều có thể thực hiện ở trong cái hệ thống ví của HostStation. Và vừa qua thì HostStation cũng đã cập nhật cho chúng ta một cái sự kiện ở trong ví, đó chính là cái sự kiện rương kho báo các bạn, để các bạn có thể kiếm được cái phần thưởng lên đến là 1 BTC với các cái nhiệm vụ hàng ngày. Cụ thể thì khi chúng ta hoạt động ở trong cái hệ thống wallet của HostStation đó thì chúng ta sẽ có thể nhận được các cái phần thưởng từ token của dự án như là đồng HOW, đồng GOLD và cả tiền tươi là BTC hay là ETH ha. Và để nhận được phần thưởng thì chúng ta sẽ cần phải hoàn thành các cái nhiệm vụ như là swap, sử dụng cái tính năng Paymaster ở trong hệ thống ví, swap volume từ 1 cho đến là 200 đô trở lên ha, rồi tham gia trade từ nền tảng Bubdex Future cộng với là invite friend, mời bạn bè, thì các bạn sẽ nhận được các cái rương kho báo như thế này và sẽ mở random ra các cái phần thưởng ngẫu nhiên. Và các nhiệm vụ hàng ngày này thì sẽ hết hạn trong vòng 24 giờ ha, sau 24 giờ thì nó sẽ xuất hiện tiếp các cái nhiệm vụ khác để cho chúng ta làm. Về phân bố phần thưởng thì mỗi nhiệm vụ hoàn thành, người dùng sẽ nhận được một cái rương như thế này, sẽ mở random ra các cái phần thưởng như là ETH nè, BTC, đồng HOW, đồng GOLD của dự án, và tối đa các bạn có thể nhận được lên đến là 1 BTC ha. Nếu nhận được GOLD, tổng token của dự án thì sẽ cộng trực tiếp vào cái số dư ở trong ví của các bạn, còn nếu mà nhận được các cái đồng token còn lại, các cái đồng coin còn lại đó thì chúng ta sẽ được tích lũy và nhận vào thứ hai hàng tuần ha các bạn. Về điều kiện tham gia thì ví HostStation của chúng ta sẽ cần phải có tối thiểu đó là 25 đồng HOW ha. Về đồng HOW thì các bạn có thể swap trực tiếp ở trong ví HostStation luôn, và việc swap này chúng ta cũng có thể nhận được cái phần thưởng AirDrop. Lưu ý là nếu anh em nhận phần thưởng, nhận được rương đó thì chúng ta sẽ có cái thời hạn một tuần để mở ha. Nếu mà các bạn không mở đó thì phần thưởng này nó sẽ mất sau một tuần. Đó thì như trên là bản cập nhật mới nhất về cái nhiệm vụ rương này để các bạn có thể nhận được các cái phần thưởng tiền tươi và đồng token của dự án. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng vào HostStation Wallet, mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bạn ha. Rồi, nếu như anh em nào chúng ta chưa biết cách tạo ví và sử dụng ví như thế nào thì có thể xem lại video trước đây của mình.
Và ở trên ví của Hostation thì nó sẽ có cái tính năng đó là Account Objection. Khi các bạn xác nhận cái tính năng này thì có các cái quyền lợi về Account Objection để chúng ta có thể sử dụng ha. Và nó sẽ xuất hiện cái chữ AA. Tại giao diện thì các bạn sẽ thấy cái phần là nhận nè, các bạn nhấn vào. Trước đây thì nó sẽ có hai cái tính năng đó là Gold và USDC để chúng ta có thể nhận được đồng Gold ha và USDC thông qua đường link rep mời bạn bè. Thì hôm nay ở cái sự kiện này nó sẽ có thêm cái phần là chat để các bạn có thể vào check in và hoàn thành các cái nhiệm vụ để nhận được thêm phần thưởng ha, để nhận được thêm các cái room này và mở được ra những cái phần thưởng random. Và điều kiện để tham gia thì chúng ta sẽ cần phải có tối thiểu là 25 token HOLD ở trong ví ha. Hoặc là các bạn có thể deposit tiền vào để swap thành token HOLD. Về deposit thì các bạn sẽ nhấn vào cái phần QR code ở đây ha. Chúng ta sẽ copy hoặc là các bạn có thể quét QR code chuyển từ các cái sàn giao dịch hay là những cái ví khác qua. Và lưu ý là sử dụng mạng Zcash Era ha các bạn. Hiện tại thì mình đã có khoảng 100 đô ở trong ví thì mình sẽ trải nghiệm luôn các cái tính năng này để chúng ta có thể nhận được Airdrop, nhận được rương. Rồi về các cái nhiệm vụ thì cứ 24 giờ nó sẽ cập nhật nhiệm vụ mới ha. Và khi chúng ta đép tiền vào đó và chúng ta hold tối thiểu 25 đồng token hold của dự án thì chúng ta mới có thể tham gia và có thể claim được, có thể check in được các thứ ha. Về nhiệm vụ thì như mình đã nói ở phần đầu của video đó là chúng ta sẽ swap token thông qua cái ví này với cái tính năng là AA, Account Objection ha. Ngoài ra thì chúng ta còn có thể sử dụng cái đường link rep để mời bạn bè ở bên cái phần USDC này. Nếu mà các bạn chưa có link rep thì nó sẽ có một cái phần để chúng ta tạo link rep ha, sẽ tốn khoảng 0 chấm mấy đô thôi để tạo một cái đường link rep có thể mời bạn bè, và nếu bạn bè sử dụng tham gia nhận được cái phần thưởng nào đó thì chúng ta cũng sẽ nhận được một phần từ bạn bè để có thể earn được đồng USDC tiền tươi ha các bạn. Về cái phần gold này, khi mà các bạn đép tiền vào, chúng ta chase swap hay là làm các nhiệm vụ gì đó hoạt động ở trong ví Hostation thì các bạn sẽ có thể nhận được cái đồng gold. Ngoài ra thì khi các bạn hold càng nhiều tiền ở trong ví, số lượng tài sản càng nhiều thì các bạn sẽ nhận được càng nhiều cái đồng gold này ha. Ở phía dưới này thì nó sẽ có cái phần là tốc độ đào nè. Các bạn hold càng nhiều tài sản ở trong ví thì cái tốc độ đào nó sẽ càng nhiều. Và ở đây nó có cái phần là convert sang đồng UGold luôn. Phía dưới này thì nó sẽ có cái phần là trade volume và swap volume ha. Khi trade và swap thì các bạn cũng sẽ nhận được thêm cái đồng gold, đồng thời là chúng ta cũng có thể tham gia sự kiện nhận rương để mở random ra các cái phần thưởng. Vì ở đây nó cũng có các cái nhiệm vụ về trade volume nè, ở trên thị trường crypto và thị trường forex ha các bạn. Nền tảng DeFuture của Hostation đó thì nó sẽ hỗ trợ rất là nhiều cái thị trường. Rồi, đầu tiên thì chúng ta sẽ vào trải nghiệm cái tính năng swap trước ha. Các bạn sẽ vào cái phần swap ở đây. Ở phần swap này thì chúng ta cũng có thể sử dụng để swap token về sau cũng được ha, sử dụng để săn airdrop cũng được, đồng thời săn luôn airdrop của dự án. Và yêu cầu thì sẽ cần phải có là 25 đồng token hold ha, thì ở đây mình sẽ swap đồng hold luôn. Khi swap thì chúng ta sẽ thấy được cái phí gas ước tính ở phía dưới này. Và cái ví này thì sử dụng cái mạng Zcash được hỗ trợ bởi Zcash nên là cái phí gas cũng rất là rẻ, khoảng là 0 chấm mấy đô, gần 1 đô với cái lệnh swap lớn như thế này ha các bạn. Ngoài ra thì chúng ta còn có thể sử dụng cái đồng token hold đó để làm phí gas và chúng ta sẽ được giảm 50% ha, nếu sử dụng đồng UGO thì sẽ 10%. Đó thì đây là cái tính năng Paymaster của dự án Hostation đó để sử dụng cái đồng hold làm phí gas. Rồi nhấn vào hoán đổi. Ok, như vậy là chúng ta đã swap thành công ha, thì cái tốc độ swap nó cũng rất là nhanh. Nếu các bạn đã có đồng hold rồi á, chúng ta khi swap thì các bạn nhớ lựa chọn sang cái đồng hold để giảm phí gas đi 50% ha. Nó sẽ lợi hơn. Sau khi swap xong thì các bạn vào lại cái phần nhiệm vụ nè. Đó, thì mình đã nhận được cái phần daily check-in ha. Các bạn sẽ nhấn vào claim và nhấn sang cái phần chat để kiểm tra cái room của các bạn ha. Ở đây thì mình sẽ mở cái rương này luôn. Mình nhận được 500 đồng gold ha các bạn. Ở nhiệm vụ thứ hai thì chúng ta sẽ swap thêm cái volume thông qua cái tính năng AA ha, thì ở đây mình sẽ swap thêm một ít nữa để cho đủ cái nhiệm vụ thứ hai. Mình sẽ swap sang USDC ha. Rồi và sử dụng cái đồng gold để làm phí gas luôn, sẽ giảm được 50%, chỉ còn khoảng là 0.23 thôi thay vì là 0.8, 0.9 ở mạng Zcash trước đây đó.
Ok, thì như vậy là chúng ta đã swap xong. Rồi vào lại phần nhiệm vụ ha. Ok, thì mình đã hoàn thành nhiệm vụ này. Sau khi swap đủ volume 100 đô thì chúng ta sẽ hoàn thành được cái nhiệm vụ thứ hai. Nhiệm vụ thứ ba đó là mời bạn bè ha các bạn. Thì chúng ta có thể sử dụng cái đường link rep bên phần USDC đó. Các bạn tạo link rep ở bên này ha, rồi sử dụng cái đường link rep để mời bạn bè và các bạn sẽ hoàn thành được cái nhiệm vụ thứ ba. Ở nhiệm vụ thứ tư, thứ năm và thứ sáu thì sẽ là nhiệm vụ trade volume ở trên cái nền tảng DeFuture của dự án, gồm là thị trường crypto nè và thị trường forex ha. Đó, anh em nào có trade forex thì chúng ta cũng có thể tham gia để nhận được thêm rương. Rồi thì mình sẽ mở luôn cái hộp này ha các bạn. Lần này thì mình nhận được 250.000 gold. Tiếp theo thì chúng ta sẽ trải nghiệm cái nền tảng Bubdex DeFuture của dự án để làm những cái nhiệm vụ này. Volume này sẽ tính luôn đòn bẩy ha các bạn, nên là để đạt được cũng khá là dễ dàng. Ở phía thanh công cụ này các bạn sẽ nhấn vào cái biểu tượng chính giữa thì chúng ta sẽ đến cái nền tảng Bubdex DeFuture của dự án. Ở đây thì các bạn có thể mở lệnh long hoặc mở lệnh short tương tự như các cái sàn giao dịch khác. Và thị trường thì chúng ta sẽ có thị trường như là crypto nè, rồi forex ha. Ở forex thì chúng ta sẽ có cái đòn bẩy lên đến là 500x ha các bạn. Đó, ở forex thì chúng ta sẽ có cái đòn bẩy lên đến là 500x, còn ở crypto thì chúng ta sẽ có cái đòn bẩy là 150x150. Ở đây thì mình đánh đại một cái lệnh long ha các bạn. Chúng ta cũng sẽ có các lệnh như là lệnh market, lệnh thị trường nè, lệnh limit, lệnh giới hạn ha, và lệnh stop. Thì ở đây mình sẽ sử dụng cái lệnh market cho nó khớp nhanh hơn. Và nếu anh em mà chúng ta chưa có kinh nghiệm future thì chúng ta nên sử dụng cái đòn bẩy thấp thôi ha các bạn, để hạn chế rủi ro. Nhập số lượng USDC, ở đây chúng ta sẽ trade bằng cái đồng USDC ha. Và vị thế nhỏ nhất để mở lệnh thì sẽ là 2.000 đô, tính luôn cả cái đòn bẩy ha các bạn. Nên là mình sẽ kéo cái đòn bẩy này cao một chút xíu. Rồi chúng ta cứ nhấn vào long hoặc short thôi. Sử dụng ga là đồng hold cho nó rẻ ha. Ok, thì như vậy là chúng ta đã mở lệnh thành công. Và lệnh của các bạn nó sẽ nằm ở phần position dưới này. Nếu mà các bạn sử dụng lệnh limit đó thì nó sẽ nằm ở trong cái lệnh order ha. Nếu mà khớp đó, thì nó sẽ sang cái phần position, cũng tương tự như những cái sàn giao dịch khác. Rồi, còn muốn đóng lệnh thì các bạn chỉ cần nhấn vào lệnh thôi. Rồi chúng ta đóng vị thế. Về phí mở đóng lệnh thì cũng khá là rẻ ha các bạn, bởi vì chúng ta sử dụng cái đồng hold được giảm lên đến là 50% ga. Ok, thì như vậy là lệnh của chúng ta đã được đóng. Rồi, khi trade đủ volume đó các bạn quay lại cái phần nhiệm vụ ha. Kiểm tra xem là các bạn đã đạt được bao nhiêu volume. Ở cái phần nhiệm vụ crypto, thị trường crypto trading này chúng ta chỉ cần là đạt được là 5.000 đô là được ha các bạn. Vừa rồi thì mình mở cái lệnh đó là 2.000 đô thì mình sẽ mở thêm một cái lệnh là 3.000 đô nữa. Và lệnh này thì nó được tính luôn cái đòn bẩy nên là nó sẽ khá là dễ để đạt được. Lần này thì mình sẽ đặt một cái lệnh short ha, short BTC, và mình sẽ kéo mát cái đòn bẩy luôn bởi vì mình muốn lấy volume thôi. Còn nếu mà anh em là trade thực sự thì chúng ta nếu mà chưa có kinh nghiệm thì nên là sử dụng những cái đòn bẩy thấp. Việc mở mà đóng lệnh ở trên ví này thì cũng khá là nhanh ha. Rồi thì lệnh này mình cũng sẽ đóng luôn để lấy cái volume thôi. Ok, sau khi trade đủ volume thì chúng ta sẽ vào lại cái phần nhiệm vụ. Thì mình đã đủ nhiệm vụ để claim cái rương này rồi ha. 5.000 volume. Rồi mình sẽ mở cái rương này luôn. Lần này mình được 500.000 gold ha. Đó, thì với các cái nhiệm vụ volume lớn hơn thì chúng ta chỉ việc là trade nhiều hơn thôi. Rồi, ngoài ra thì các bạn có thể sử dụng cái đường link rep đó để mời bạn bè ha, nó sẽ nằm ở trong cái phần là USDC. Đó, thì các bạn sử dụng cái đường link rep này mời bạn bè và chúng ta sẽ nhận được thêm cái hộp bốc, nhận được thêm cái rương ha. Ngoài ra thì các bạn có thể nhận được tiền tươi USDC thông qua việc là bạn bè chúng ta tham gia nhận thưởng. Và các phần thưởng nhận được như mình đã nói trong cái bài viết sự kiện đó, thì nếu các bạn nhận được đồng gold thì nó sẽ cộng trực tiếp vào ví host station của các bạn ha.
về thông số, về thông tin, về đồng token nè, về volume nè, và hold càng nhiều tài sản ở trong ví đó thì chúng ta cũng sẽ có cái tốc độ đào được cái đồng gold càng nhiều ha. Còn khi các bạn nhận được tiền tươi như là BTC, ETH đó thì nó sẽ trả thưởng cho các bạn vào mỗi thứ hai hàng tuần. Ở trong cái phần là pending reward này ha, nó cũng cho chúng ta biết sẽ là trả vào mỗi thứ hai. Đó, rồi phần history này các bạn nhận được những gì thì nó sẽ hiển thị đầy đủ ở đây ha. Và cái đồng gold này á thì sẽ là cái đồng token uptrend ở trong ví ha. Và chúng ta có thể convert sang đồng UGold với một cái lệnh convert tối thiểu là 1 triệu token ha. Đó, số lượng tối thiểu sẽ là 1 triệu mỗi lần convert ha. Thì ở đây mình sẽ convert hết 1,3 triệu luôn. Và cần phải đợi một khoảng thời gian để convert sang. Để xem được đồng UGO thì các bạn có thể vào cái phần là quản lý token nè. Chúng ta tìm cái đồng UGO rồi chúng ta bật nó lên ha. Đó, nó sẽ xuất hiện ở trong ví Holdstation của các bạn. Hiện tại thì mình vẫn chưa convert qua được, cần phải đợi một khoảng thời gian để duyệt ha. Và đồng UGO này thì chúng ta cũng có thể sử dụng để làm phí ở trong nền tảng nè, hoán đổi sang stablecoin, hoán đổi sang đồng token hold, cũng như là mua các vật phẩm trong hệ sinh thái sẽ ra mắt trong thời gian tới. Thì các bạn khi vào cái phần swap đó thì chúng ta cũng có thể swap từ cái đồng UGO sang các cái đồng stablecoin hay là ETH hay các bạn. Đó, nếu mà các bạn có swap token thì chúng ta cũng có thể sử dụng cái phần swap của ví Holdstation này. Sẵn đó thì anh em có thể là săn được airdrop từ dự án luôn ha. Nhận được thêm cái đồng gold để convert qua UGO luôn và nhận được thêm cái lãi kép. Rồi, và cuối cùng đối với ví Holdstation thì ngoài việc lưu trữ coin hay làm nhiệm vụ để có thể kiếm được airdrop của dự án thì chúng ta có thể sử dụng cái đồng hold và đồng USDC để đem stake và nhận được thêm lợi nhuận thu nhập thụ động hả các bạn. Để stake được hai đồng này thì ở giao diện chính các bạn sẽ nhấn vào phần trình duyệt DApp của ví. Tại đây thì các bạn sẽ thấy được cái nền tảng DeFuture của dự án bằng cái phiên bản web ha. Các bạn nhấn vào tiến hành là kết nối ví Holdstation. Ở cái phiên bản web này thì nó cũng tương tự như trên ví thôi, nhưng mà nó sẽ có thêm một số cái tính năng. Các bạn nhấn vào cái mục ba gạch ở đây, chúng ta sẽ thấy thêm cái phần đó là earn. Ở phần earn này sẽ có là USDC vào và hold staking ha. Chúng ta có thể sử dụng hai đồng này để đem đi stake. Với USDC vào thì các bạn có thể sử dụng cái đồng USDC đó để deposit vào và nhận được thêm lãi. Với đồng hold cũng vậy, các bạn vào lại mục earn ha, chúng ta sẽ vào phần hold staking. Ở đây thì chúng ta có thể sử dụng cái đồng hold để đem đi stake. Các bạn nhấn vào phần stake rồi điền cái số lượng hold vào và nhấn vào approve ký. Và các bạn có thể stake với số lượng không giới hạn ha, để có thể nhận được trading fee. Còn nếu mà các bạn rút tiền á, thì chúng ta cần phải đợi khoảng 5 epoch tương đương với khoảng 20 ngày ha. Mỗi epoch như thế này thì sẽ diễn ra trong vòng 4 ngày và kết thúc một epoch thì Holdstation sẽ cập nhật cái số lãi cho các bạn. Còn đối với cái yêu cầu rút tiền á, thì chúng ta sẽ cần phải đợi 5 epoch để Holdstation tính toán ở trong cái phần vào. Và trong cái thời gian chờ đó thì lãi các bạn vẫn sẽ được tính bình thường ha. Đó, thì thông qua tính năng stake này chúng ta cũng có thể tạo được thu nhập thụ động nếu mà các bạn có số tiền nhàn rỗi ha. Rồi, và như trên là các bước để chúng ta có thể săn được airdrop cũng như là kiếm được lợi nhuận phí Holdstation. Một hệ thống VIA Account Abjection tích hợp rất là nhiều cái tính năng từ giảm phí giao dịch cho đến là bảo mật ha. Và thông qua đây thì chúng ta cũng có thể biết được thêm một cái nền tảng ví hỗ trợ cho chúng ta trong việc là săn airdrop cũng như là lưu trữ coin, lưu trữ token. Nếu các bạn có thắc mắc gì thêm về Holdstation thì có thể để lại comment phía dưới video hoặc là follow các trang mạng xã hội của dự án. Tất cả đường link liên quan mình sẽ để dưới phần mô tả cho các bạn. Và video của mình cũng xin kết thúc tại đây. Chúc anh em có những trải nghiệm thật thú vị cùng Holdstation và nhận được nhiều airdrop. Cảm ơn anh em đã theo dõi và hẹn anh em ở những video sau.